Bạn có nhu cầu mua Arc Liên Quân, Arc Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ván đấu đầu tiên trong cặp thi đấu giữa Box Gaming và Phú Quý, một cặp thi đấu mà tôi phải nói rằng là rất nhiều người đang mong chờ là Box Gaming sẽ bị đập hộp. Thế mà đây là Box Gaming nào đây? Hà còn Jin, Ri còn Jin, Na còn Jin. Và tôi phải nói là những cái tên rất tròn luôn. Lúc này thì Na cũng nhờ đến người đội mình đang đẩy lên. Lúc này đã phát hiện là có một người của team Phú Quý rồi. Lúc này để xem team Box Gaming sẽ thi đấu như thế nào đây. Đây là BRVG Ti Nhật. Và lúc này ta đang có pha ngó ra. Hai team thì có lẽ trong trận đấu đầu tiên thì mọi thứ nó cũng sẽ... lúc cũng sẽ thi đấu bình thường thôi. Và hai team sẽ thi đấu nó bình thường như con đường hộp sữa thôi. Đây là WG cô bé mưa. Lúc này thì đang cô bé mưa vẫn đang có pha gọi là rình rập con cá mập. Thực ra thì trong trận đấu đầu tiên này nó không có gì quá ghê gớm cả. Các team họ cố gắng rình rập nhau, sau đó thì dồn đối phương vào trong những cái điểm chết. Team đây là Box Gaming, Na còn Jin. Và lúc này Na còn Jin, ta vẫn đang có pha ngó ra. Đây là Ti Nhật, ta đã bị bắn rồi. Vâng, Ti Nhật vừa rồi ta mất đi khá nhiều máu. Phú Quý Mr. Combo 4 ta đang đẩy ra khá gần. Đây là anh Vinh. Anh Vinh phát hiện đối phương, con pha bắn đến vị trí của anh Vinh. Bắn không được tốt cho lắm, không bơi được quá nhiều sát thương. Phú Quý đã đổ bộ vào, nhưng mà lúc này Mr. Combo 4 ta phát hiện là bên trong có nhiều người quá. Vâng, bên trong có hơi nhiều quá rồi. Nó đang được bắn rồi, kia trước mặt kia nó đang được xây một ít. Mr. Bốn nó bắn nhưng mà chưa gây được nhiều sát thương, nhưng có vẻ đã quật được ba người của Box Gaming và chỉ còn lại mình cô bé mưa thôi. Và đó là pha triple kill dành cho vị trí của Chim Đang Sun. Và Phú Quý dẫn 1-0 trong kèo gặp Box Gaming. Và có vẻ có pha đập hộp rồi anh em ạ. Vâng, có vẻ sẽ có pha đập hộp ấy chăng. Trong màn đấu này thì Phú Quý sẽ có lợi thế hơn. Vâng, sẽ có lợi thế hơn, di chuyển một chút so với cả đối phương. Vâng, với điểm này thì Phú Quý họ sẽ có một cái tầm cao hơn so với team kia. Lúc này thì Box Gaming có vẻ là ván đấu đầu tiên họ đã có sự chống trả hơi. Box bị mất Jin anh em ạ. Vâng, vừa rồi thì một pha mà bị đập hộp đến từ vị trí Phú Quý. Tuy nhiên thì có vẻ như mọi thứ nó vẫn đang ở phía trước vì Box Gaming. Tôi nghĩ rằng họ có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu trong chế độ đấu trường tử chiến này. Phát hiện đối vật ở phía trước mặt này, Ti Nhật thậm chí anh ta có mình đó là khẩu AN94 rồi. Vâng, AN94 dành cho vị trí Ti Nhật. Trong khi đó đây là Phú Quý Chim Đang Sun. Phú Quý Chim Đang Sun ta có đẩy cho mình hay không? Đây là Phú Quý anh Vinh mà anh ta đang và chờ đợi một cơn mưa mà thôi. Phú Quý Mr. 04 anh ta sẽ làm gì đây? Một pha ngó lên từ vị trí của Mr. 04 này. Đây là WG cô bé mưa. Cô bé mưa đang chờ. Đây là Hà còn Jin. Và lúc này thì Hà còn Jin hôm nay chỉ có hôm nay đó là Desert Inger. Đây là Box Ri còn Jin. Và lúc này có thua vẫn đang chưa đẩy lên. BRVT Ti Nhật cũng như là Phú Quý Chim Đang Sun đang và chờ đợi một cơn mưa. Và cả hai bên đều đang chờ. Cả hai bên đều đang chờ đợi rồi anh em ạ. Đây là Phú Quý Mr. 04. Đây là cô bé mưa. Và lúc này thì có vẻ thì Box Gaming họ đang hơi cẩn thận. Và Box Gaming họ đang hơi cẩn thận thật sự. À, đang có pha di chuyển lên. Đây là Boxna còn Jim đang được bắn rồi. Đang được bắn rồi, bắn gãy ngay. Không, vẫn chưa gãy. Không, gãy rồi. Và Box Gaming đã bắn gãy một người, nhưng mà Na còn Jim đang bị sấy vào đầu luôn. Hôm nay với khẩu AN94 thì Nhật đang bắn khá thoải mái. Hôm nay Mr. 4 ta đang pha vòng ra đằng sau. Hôm nay Box Gaming cũng đang hủy diệt rồi. Hà còn Jim có mình vị trí đó là First Blood, nhưng mà lúc này thì triple kill dành cho vị trí Mr. 4. Phú Quý họ đang đập hộp là cực mạnh rồi. Và Phú Quý đập hộp căng quá anh em ạ. Vâng, Phú Quý đập hộp phải gọi là căng đét và khét lẹt lẹt thật sự luôn. Vâng, đập hộp như thế này thì sao chơi? Có vẻ như là Box Gaming họ đang hơi hoang mang. Vâng, nhưng mà bây giờ mới là 2-0 và mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Thậm chí trong trận đấu trước thì chỉ có một đội bị dẫn 2-0, họ dẫn ngược lại 3-2 cơ mà. Vâng, quá ghê đội bán dê đi. Quá ghê là bạn dê. Phú Quý mà đang thể hiện khả năng thi đấu của mình rất tốt. Hôm nay thì Wack cô bé mưa. Ôi, team Phú Quý, team Box Gaming hôm nay đang đẩy vào bên tay phải. Vâng, đẩy bên tay phải quyết định là sẽ chiếm lấy khu vực phía trên cao. Và sẽ chiếm khu vực phía trên cao rồi. Chắc chắn 100% là sẽ lấy cái khu vực ở trên nóc. Lúc này thì BRVT họ vẫn đang di chuyển ở bên ngoài quyết lan can. Và họ sẽ mất một khoảng thời gian nữa để họ mới thể nhìn thấy nhau. Vâng, xa nhau quá rồi. Bây giờ thì Box Gaming họ sẽ làm gì? Vâng, ông Hà còn Jin đến từ quân đoàn Tây Du anh em ạ. Ri còn Jin để đến từ Box Gaming thật. Trong khi đó thì Na còn Jin. Vâng, Ri, Na và Hà. Và Rihanna. Vâng, tên Rihanna. Vâng, nghe như tên một ca sĩ rất nổi tiếng ở bên nước ngoài.
Con này thì vẫn đang có pha thi đấu phải gọi là hết sức cẩn thận, đã phát hiện đối phương di chuyển ở bên trong. Và liệu rằng là có bắn hay không? Na còn Jin với USP thì gây không gây nhiều sát thương. Nhưng với kể cả với khẩu đó là M1887 này thì bắn ở phía trên với tầm xa như thế này thì thực sự vẫn đang là khá khó đi. Lúc này thì BRVT Nhật vẫn đang có pha chờ Phú Quý, Chim Nang Sun đang còn pha loanh quanh và để vẫn là tìm Phú Quý. Phú Quý Mr04 cũng đang có pha chờ đợi. Box Gaming lúc này đang chia nhau bình máu. Ơi, tôi đang thấy là sẽ có một tình huống chơi theo kiểu đó là bơm máu rồi. Máu được dồn hết cho về cho vị trí của Recon Jin. Vâng, máu được dồn hết về cho một người rồi. Nói gì đi? Vâng, nói gì đi? Đây là một tình huống chờ vị trí của Ti Nhật. Trong khi đó thì Phú Quý Anh Vinh đang đẩy lên. Phú Quý Anh Vinh đẩy lên phát vỡ bồm ngay. Và một pha đẩy lên mà không có mình từ bom keo ném ra trước. Và ngay lập tức Hà còn Jin có mình pha đầu tiên cho anh ta trong trận đấu này. Anh ta cô bé mưa quất hai khẩu MP5 anh em ạ. Vâng, cô bé mưa quất hai khẩu MP5 và nhà không thiếu gì ngoài điều kiện. Đây là Hà còn Jin và lúc này thì họ vẫn đang có đủ cơ sở để kéo lại được mình và đấu rút ngắn tỷ số vào vị trí 1-2. Vâng, tỷ số sẽ là 1-2 nếu như Box Gaming giữ chặt ở thế trận này. Trong khi đó Phú Quý quyết định sẽ không công lên nữa, quyết định là sẽ đứng ở dưới và đua xem là ai nhiều máu hơn. Nhưng mà tôi đang nghĩ là trong tình huống này thì có lẽ Box Gaming chơi lầy rồi. Cô bé mưa đẩy xuống, cô bé mưa đã bị hạ gục rồi. Không, Box Gaming quyết định là sẽ nhảy xuống để chơi. Mà lúc này nó đang là một quái bò. Hà còn Jin mất đi nhiều máu quá. Hà còn Jin quyết định chạy lên sân thượng. Vâng, Hà còn Jin quyết định là chạy lên sân thượng chơi bơm máu ấy chẳng. Na còn Jin nó bơm máu rồi. Na còn Jin đang bơm máu. Lúc này thì BRVT Ti Nhật của đồng đội của mình, Phú Quý cũng đang bơm máu luôn. Box Gaming đang chơi chiến thuật bơm máu rồi. Box Gaming còn Jin đã phải nằm xuống. Lúc này Na còn Jin nhà bố mới không thiếu gì ngoài máu, nhưng mà Ti Nhật anh ta cũng không thiếu gì ngoài máu, đang hoáng đẩy lên hai người chơi. Phú Quý đã bị ao gục, đang nó pha bơm đua bơm máu. Na còn Jin vẫn đang bơm máu và để xem ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này. Vâng, Na còn Jin vẫn đang bơm máu, Jin còn nhiều quá, Ti Nhật bị ao gục, tỷ số rút ngắn còn 1-2 để Box Gaming. Vâng, tôi không ngờ Box Gaming cũng phải chơi lầy như thế này. Vâng, một pha chơi khá lầy đến vị trí Box Gaming rút ngắn tỷ số rút ngắn vị trí đó là 1-2. Vâng, nói gì đi? Vâng, căng đét và khét lẹt lẹt ạ. Vâng. Căng đét và khét lẹt lẹt luôn. Bây giờ thì Box họ đã có bình lượng đồ là tương đối tốt rồi. Có 1.700 trong tay Hà còn Jin và Ri còn Jin. Anh ta họ có thể bơm đồ, họ có thể bơm tiền cho những người đồng đội của mình. Đây là BRVT. Phú Quý sẽ có pha đẩy vào. Để xem Phú Quý sẽ giải quyết như thế nào với đối phương trong tình huống này. Đang có pha di chuyển ra đây là WG cô bé mưa. Và lúc này thì Box Hà còn Jin. Trong bản đấu trước thì rõ ràng là Box Gaming khi mà họ di chuyển lên về trên thì họ đã cố tình họ đã muốn có một cái tình huống chơi bơm máu rồi. Vâng, chơi lầy thật sự luôn. Vâng, chơi lầy thật sự. Đây là Recon Jin. Lúc này ta đang di chuyển ra. Thôi Na còn Jin mất đi khá nhiều máu. Bây giờ về Ti Nhật anh ta đang chưa thể nào làm được gì trong tình huống này. Đây là Phú Quý Chim Nang Sun. Lúc này Chim Nang Sun sang đẩy sang phía bên tay phải. Có bạn hỏi là Ri biết AS không? Vâng, các bạn có thể lên kênh của tôi để xem vlog của tôi đến nhà AS Mobile chơi thì các bạn sẽ biết là tôi có biết AS Mobile hay không. Vâng, Rikaki mà không biết AS Mobile thì còn ai biết AS Mobile nữa. Trở lại gì về và đấu chúng ta hôm nay, đây là Phú Quý. Hôm nay họ đã lấy được một mạng nhưng họ đã mất đi một người. Và trong tay là team Box Gaming và là một tình huống thi đấu nó dần căng đét và khét thật sự ạ. Vâng, một tình huống mà tôi phải nói rằng nó căng cực luôn. Một pha chờ đến vị trí của team Phú Quý bên trong. Box Gaming đang đứng ở sát bên phía cửa. Phú Quý Anh Vinh ta di chuyển ra. Ơ kìa, ngáo ngơ rồi, ngáo ngơ đến được vị trí của Box rồi. Và đó suýt nữa là một pha gục rồi. Mr. 4 đã đẩy ra, bắn một pha đầu bồm rồi. Phú Quý di chuyển tốt hơn so với vị trí của team Box này là rất nhiều. Vâng, sau những bản đầu chúng ta vẫn đang thấy được rằng team Box họ không có nhiều phương án thi đấu. Nhưng lúc này Box Na còn gì bắn gãy đối phương. Phú Quý đẩy vào này, Chim Nang Sun đang bị bắn vào này thì team Box chỉ còn lại một người mà thôi. Mr. 04 vẫn đang thi đấu hay. WG cô bé mưa là người duy nhất còn lại đến team của Box Gaming. Hôm nay Phú Quý có mạ của vị trí Na còn Jin gây được rất nhiều sát thương. Sau đó là từ bóng kèo để outplay đối phương đang pha đẩy vào. Cô bé mưa hết máu rồi, đối phương đang còn pha vượt qua vượt lại. Chim Nang Sun đã phải nằm xuống. Mr. 04 đang đẩy vào. Mr. 04 sẽ có thể mắc sai lầm. Double kill dậy vị trí cô bé mưa. Box Gaming cân bằng tỷ số là 2-2. Quá ghê đội bán dê. Quá ghê đội bán dê với cân bằng tỷ số 2-2 dành cho vị trí Box Gaming. Tiếp tục là một kèo cân giữa hai team có thể nói là cực kỳ xuất sắc trong ngày hôm nay.
Vâng, hai team này gặp nhau hơi sớm và tôi đang nghĩ là Phú Quý họ là một team rất là thực lực. Và lúc này thì đang có và di chuyển sau bên trong kho quân sự mà thôi. Trong khi đó thì Box Gaming với hai ván đấu lật lại, bây giờ họ lại đang người có lợi thế hơn. Một pha đẩy lên rất nhanh phía trên khu vực cầu thang, không có thời gian để mà tính toán nữa vì đối phương sẽ có rất nhiều tiền. Hôm nay Phú Quý đang nằm đằng sau những cái thùng rồi. Thì Nhật di chuyển ra, thì Nhật đã bắn rồi, bắn vào đầu đối phương. Thì Nhật đã phải nằm xuống 1-1 giữa hai team Box Gaming cũng như là team Phú Quý. Hôm nay Phú Quý anh Vinh chờ trên cầu thang, chơi ra di chuyển ra, bắt đầu có pha buôn lựu xuống. Vâng, nhà không thiếu gì ngoài lựu đạn rồi. Vâng, nhan sắc có hạn mà lựu đạn thì lại có thừa. Hà còn Jin, Ri còn Jin sẽ cảm thấy hơi sợ trong tình huống này. Lúc này thì đang là pha mà team Box Gaming mình đã cứu được người đồng đội mình. Team Nhật cũng đã được cứu đến thành viên của Phú Quý rồi. Vẫn là con pha cân kèo và lúc này thì một tình huống thi đấu cực kỳ cân não trong ván đấu cuối cùng. À xin lỗi các bạn, ván đấu thứ 5 ở trong giải đấu này. Lúc này Phú Quý Mr. 4 sẽ quyết định ra di chuyển xuống để có pha móc lốp rồi. Và lúc này giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag Free Fire. Tuy nào bây giờ mà tự nhiên bị lag giật thì có thể là nói là thảm họa luôn. Box xe mình là còn Jin, như là Hà còn Jin đã tờ bóng keo đẩy lên. Vâng, đã tờ bóng keo rất tốt đến vị trí của hai thành viên này. Họ sẽ cover cho nhau đầy đủ. Lúc này thì đang có pha di chuyển từ phía dưới. Mày Box xe còn Jin đã đang bắn rồi. Thế là gây được khá nhiều sát thương người đối phương. Vâng, nói gì đi, đang có pha thi đấu là căng đét và khét lẹt lẹt. Pha đẩy ra vị trí của còn Jin. Hay là Na còn Jin, mày đang pha di chuyển sang. Thì Nhật đã bị nằm xuống. Đây là Phú Quý thêm đang sụt. Phú Quý đẩy vào, Phú Quý nhảy lên đầu đối phương. Phú Quý Mr. 4 có mình và bắn gục đối phương rồi, trừ lại một người ở Box Gaming của tôi. Lúc này Phú Quý họ sẽ trên con đường có mình và đấu tiếp theo. Double kill Mr. Combo lấy cho team Phú Quý dẫn với tỷ số đó là 3-2. Rất tốt. Vâng, rất tốt. Phú Quý tôi vẫn thấy Phú Quý họ di chuyển tốt hơn so với chỉ Box Gaming trong bản đấu này. Thi đấu nó phải gọi là căng đét và khét lẹt lẹt đi. Vâng, phải nói là kèo này rất cân. Hai team bắn nhau qua lại và bắn nhau lên xuống, bắn nhau qua lại, căng đét và khét lẹt lẹt ạ. Hay là Box và Ray thì BRVT Nhật họ sẽ triển khai tình huống này như thế nào? Tôi nghĩ là sẽ chui bên trong căn nhà 3 tầng. Không, quyết định là sẽ tản ra hai bên, sẽ chỉ có một người di chuyển nhà 3 tầng đó, Phú Quý Anh Vinh. Phú Quý Anh Vinh anh ta cũng chưa di chuyển được nhà 3 tầng. Team của Box Gaming đẩy lên là rất nhanh, sẽ đẩy vào. Phát hiện bị đối phương phát hiện rồi. Hà Na còn Jin đã bị bắn ngục. Rồi Hà còn Jin sẽ phải di chuyển qua phát hiện đối phương ở bên kia tường. Đã cứu được một người. Box Gaming còn muốn chơi tỷ lệ 1-3. Một người cover cho đó là ba người đẩy lên, nhưng đối phương có vẻ bắt bài được tốt. Phú Quý Anh Vinh đã bị bắn ngục. Đây là Phú Quý Chim đang sun. Hôm nay anh ta đang di chuyển ra được mình. Anh ta vẫn đang có và chạy cắt qua phía bên tay phải và đối phương có bên ngoài đấy không? Đấy rồi, đôi giây pha phút tâm là tốt. Phú Quý Chim sun có bình mạ của đó và first blood cho bàn đấu này. Box Gaming tiếp tục mất người. Hay là Phú Quý Anh Vinh đang luồn ra nên đã bị rơi xuống rồi. Phú Quý Mr. 04 móc lốp cả team Vorpal, cả team Box Gaming. Hôm nay thì Box chỉ còn lại một người thôi, hoặc là pha được bắn rồi nên Phú Quý Mr. 04 ta đang đẩy ra, chỉ còn lại mình Hà con Jin. Tôi nghĩ là sau những pha đấm bóp như này Hà cũng sẽ mất Jin rồi. Vâng, quả này cũng sẽ mất Jin rồi, chứ không thể nào mà còn Jin trong tình huống này được. Vâng, còn Jin sao được, Hà con Jin đang bị lùa và Phú Quý dẫn với tỷ số 4-2. Vâng, quá hay, thì Phú Quý cũng thi đấu rất tốt và những pha di chuyển phải gọi là rất hợp lý luôn. Mr. Combo 4 đã có 9 mạng ngạ gục đến thời điểm này, trong khi đó BRVT Nhật thì là 0-2. Vâng, 0-6 là gì mà Ri còn Jin và Ri Kaki, Ri Cà Khịa và Ri còn Jin và còn Jin mà mất Jin đến 6 lần rồi. Rất khó để Box Gaming. Rất khó nó Box Gaming. Tôi nghĩ là bây giờ phải có Thanh Nhã rồi VTB phèo mistake các thứ vào gánh thì may ra Box Gaming mới lật được. Chứ còn bắn thế này thì nó khó thật sự rồi. Những pha di chuyển lỗi liên tục đến vị trí Box Gaming nó liên tục bị Phú Quý bắt bài. Vâng, Box lúc này thì tôi nghĩ là phải cho đội hình đấu trợ sinh tồn vào. Đội hình mà nó từng lên ngôi vô địch đấu trợ tử chiến mới chơi được. Vâng, tiếp tục pha di chuyển hơi ngáo từ vị trí Box Gaming. Hôm nay thì Box đã mất đi khá nhiều máu rồi. Vẫn là còn pha đẩy lên. Lúc này Phú Quý Mr. 4 đẩy vào Recon Jin gõ bình pha first blood, một quả lựu ném vào, cô bé mưa chắc chắn sẽ ra đi. Đây là Hà còn Jin, lúc này thì đã pha đẩy ra Recon Jin đang bị ném rất nhiều lựu vào. Recon Jin nó sống đây không? Rồi Na còn Jin ngất rồi. Hay là Na còn Jin đã ngất. BRVT thì nhân ta đang chưa tấn công. Hay là Chim đang sun. Chim đang sun đẩy vào. Chim sun đang được bắn rồi. Chim sun bắn đối với bắn đi khá nhiều màu. Chim đang sun đang được bắn. Chim đang sun đang được chơi. Chim không còn sun nữa, anh ta bắn gục ở đối phương. Vâng, 200 người đã quên, xin lỗi các bạn, 2 người. Và đó là 5-2 dành cho vị trí của Phú Quý. Và Phú Quý nghiền nát Box Xem Minh rồi anh em ơi. Và Box Xem Minh không đỡ nổi rồi. Không thể đỡ nổi trong ván đấu này.
Bây giờ thì Box họ đang bị đối phương lăn một quả cầu tuyết khổng lồ. Khi mà lúc này lượng tiền đối phương là rất nhiều, con đồ của Box xem mình thì còn là rất ít đi. Và này đỡ kiểu gì bây giờ. Một kèo mà tôi nghĩ là nó cần. Nhưng cuối cùng thì Phú Quý họ đang thể hiện phong độ thi đấu là cực kỳ ổn định. Và Phú Quý và DC họ sẽ đụng độ với nhau ở trong cái cặp thi đấu tứ kết 4 vào ngày mai. Lúc này WG cô bé mưa sẽ pha đẩy vào và để xem là cô bé mưa có lật được tình thế này hay không. Box xem mình quyết định là sẽ chạy hết sang bên ngoài và sẽ nhường lại khu vực trung tâm dành cho vị trí của Phú Quý. Phát hiện ra một người, ôi cô bé mưa ngay lập tức bị bắn gãy từ vị trí của T-Nhật ạ. T-Nhật bắn ghê thật đấy, và một pha bắn gãy ngay đối phương lập tức. Và đã bắn rồi, Hà còn xin có bị pha first blood. Hà là di chuyển ra, Phú Quý anh Vinh đã phải nằm xuống lúc này. Và đấu này Box xem mình quyết định là thi đấu chấp nhoáng hơn. Cô bé mưa có pha hạ của đối phương, Hà còn xin có bị pha double kill. Ri còn xin đang đẩy ra, Riu xin đã bắn rồi, Ri đang được chơi, Ri bắn hai phát người đối phương. Box xem mình sẽ lấy cho mình chiến thắng trong trận đấu này. Và như vậy chỉ có lại mình Phú Quý Mr. 04 mà thôi. Một pha thi đấu táo bạo đến vị trí của Box Gaming, họ sẽ rút ngắn tỷ số. Và đấu này tôi tin là như vậy. Vẫn đang được bắn đến từ vị trí của Mr. 04. Anh ta có cân 3 cân 4 này không? Cân 3 cân 4 là chuyện bình thường, nhưng mà đấy là trong giải khác, đấy là trong bắn cái khác. Chọn bắn cái này thì cân khó lắm luôn. Liệu đang là ném ra này Phú Quý Mr. 04, ta đã buôn liệu. Nhà không thiếu gì ngoài liệu, nhưng mà Box đã còn gìn có nó bình mạ gồm. Rút ngắn tỷ số nó còn 5-3. Quá căng đội bán xăng, căng quá rồi, vâng, căng quá. Và cứ mỗi khi mà chúng ta nghĩ là team nào sẽ có chắc chiến thắng năm nay thì bất ngờ team kia có pha lật vào 4 ván đấu ngày hôm nay. Thì trừ cái cặp thi đấu thứ hai nó hơi buông xuôi đến từ Sorry Team mà thôi, thì những team còn lại họ thi đấu rất hay luôn. Cả những cặp đấu hôm nay nó quá căng đi. Đừng nói với tôi ở đây sẽ là ván đấu mà nó dẫn tỷ số 7-6 nhá. Vâng, nó dẫn tỷ số 7-6 thì nó quá là căng luôn ạ. Vâng, một pha đẩy dài từ vị trí Box Gaming của nó này thì đang có pha di chuyển lên. Box Na còn Jin sẽ thi đấu như nào đây? Đây là Tỳ Nhật này, Phú Quý anh Vinh mất đi mình khá nhiều máu rồi. Một pha có lẽ định bọc hậu đối phương, nhưng mà đối phương đã phát hiện ra Phú Quý anh Vinh ở bên trong từ khu vực căn nhà gỗ. Đây là Phú Quý Mr. 04, đây là cô bé mưa lúc này vẫn đang có nó pha thi đấu. Đợt này có cái trò mà cái đầu nó cứ quay, đầu nhân vật nó cứ quay buồn cười vãi nồi. Vâng, đầu nhân vật nó cứ quay khá là buồn cười luôn. Và lý do vì sao mình chuyển từ Nolai sang Nemo là vì bây giờ bên Nolai họ không phát triển cộng đồng streamer nữa nha anh em nhá. Trong khi đó Nemo họ lại có một cái kế hoạch phát triển streamer rất là tốt. Và đó lý do vì sao mình sẽ chuyển vào Nemo. Và khi mà mình lên Nemo sẽ có rất nhiều phần quà như là các giải đấu custom dành cho anh em. Đây là VT Ti Nhật, và trong khi đó đây là Phú Quý tên tiếng tàu. Phú Quý tên tiếng tàu, anh ta phát hiện đối phương hay không? Đây rồi, đôi giày, một pha bắn vào đầu bằng khẩu USP ạ. Vâng, Phú Quý lúc này thì Box Na còn gì có bị pha first blood. Mr. 04 đã phải nằm xuống rồi. Hà đã bắn đến vị trí của cô bé mưa. Hà còn gì lại một vị trí của Mr. 04 đang đẩy lên. Box Gaming đã có dấu hiệu lật kèo, đang có dấu hiệu lật kèo cho team Phú Quý rồi. Đây là Hà còn gì nó bắn khá căng đét và kết này là lẹt dành cho vị trí của Hà còn gì. Một pha đẩy ra, phát hiện đối vừa đứng ở sân, hàng đã bắn rồi, hàng có gì ta xấy rất nhanh. Và lúc này thì vẫn đang có pha thi đấu là tốt. Box Gaming sẽ có bình vị trí, họ sẽ có bình nó chiến thắng trong game đấu này. Đó là mạ của vị trí của Chim Đang Sùn, còn lại mình Ti Nhật mà thôi. Thì Nhật đỡ thế nào được, đỡ bằng lọ à? Vâng, sao đỡ đây, đối phương di chuyển khá ghê. Và đó là pha rút ngắn tỷ số, nó còn 5-4, Phú Quý họ dẫn trước 5-2. Bây giờ đang để đối phương rút ngắn xuống còn 5-4. Này thì đỡ thế nào rồi nhỉ? Đỡ sao anh em ơi? Đỡ thế nào đây anh em ơi? Game lúc này thì Box Gaming đang có và thi đấu là hết sức căng thẳng rồi. Và lúc này thì 5-4 là gì mà chúng ta đang thấy trong trận đấu này. Bây giờ Phú Quý họ sẽ cần phải thi đấu chậm lại, họ cần sống chậm lại, bình tĩnh hơn. Họ vẫn đang chưa ở cái điểm mà họ có thể dứt điểm ở trận đấu, như là ván đấu chiến thắng thứ 6 họ vẫn còn cách chiến thắng đó là 2 ván đấu nữa. Và có vẻ là Box Gaming họ đang hồi sinh lại cực kỳ mạnh mẽ. Đây là cô bé mưa, này phát hiện có người bên trong nhà rồi, tư tưởng lớn gặp nhau. Cô bé mưa đã phải nắm xuống. Đây là Box còn Jin, họ vẫn đang cố gắng đẩy vào. Na còn Jin đã bị cùng đến nhưng mà bên bởi đối phương. Tỳ Nhật đang di chuyển qua, Tỳ Nhật bắt bài một người. Thì Nhật thấy được một người, Thì Nhật đã bị bắn gục, Thì Nhật ra tay chậm vào đối phương. Thì hôm nay thì Phú Quý vẫn đang đẩy vào, Phú Quý còn lại hai người. First blood dành cho vị trí của anh Vinh, đang bị bắn rồi, đối phương xấy qua rất ghê. Và đẩy ra đến vị trí của thành viên của Box Gaming, Hạ còn Jin đã bị bắn gục. Đây là Recon Jin, trong đó đây là còn Jin. Lúc này Phú Quý tên tiếng Hàn Quốc, anh ta có mình mạng à gục rồi. Một pha đẩy ra mình hay không, cố gắng cứu vị trí của anh Vinh. Vừa cứu vừa quay bốn phương tám hướng để nhìn đối phương. Vâng, trận đấu bát quái nó chỉ đến như vậy mà thôi. Double kill dành cho vị trí
Yuri còn Jin, và như vậy là 5 đều dành cho vị trí box gaming. Vâng, từ 5-2 thành 5 đều, cái team hôm nay họ rất quyết là phải thi đấu đủ 13 ván. Vâng, thi đấu đủ 13 ván để cho được đủ kịch tính hay chăng? Vâng, quá kịch tính đi, sao lại thế nhỉ? Vâng, team box càng bắn lại càng hay anh em ạ. Box càng bắn càng hay, phú quý càng bắn họ lại càng mất tự tin. Một pha trầu đầu vào để có thể gọi là hội ý hay chăng? Bây giờ sẽ có pha đẩy lên box gaming. Bây giờ lượng đồ họ là rất nhiều rồi. Đang đặt ra tường bom keo đến vị trí của phú quý. Và lúc này phú quý anh Vinh, anh ta đã bị diss rồi. Phú quý anh Vinh đã bị lỗi đời, đã đen đây còn lắm lông, lại rơi ra ngoài khu vực doanh trại rồi. Đen quá rồi. Vâng, lại mất đi một người vì bug game. Và lúc nào cũng sẽ có một người bị bug game khi mà trận đấu kéo dài. Đen thật sự luôn. Hôm nay thì Recon Jin đang bị bán box gaming. Bỗng nhiên họ sẽ có mình cơ hội chiến thắng ấy chăng? Vâng, khi mà phú quý đã dẫn đến 5-2 rồi. Và phú quý đã dẫn tới 5-2 mà không kết liễu được trận đấu, thì làm thế nào bây giờ? Và làm thế nào bây giờ? Box gaming cũng đang thi đấu lại hay, và lại là chiến thuật leo lên bú máu. Nhưng mà cô bé mưa bị lấy đầu đến nữa AK của đối phương. Recon Jin lại bù lên phía trên. Lúc này họ đang xa. Lúc này thì team Con Jin họ quyết tâm lại chơi chiến thuật bú máu rồi. Và có vẻ như chiến thuật này nó rất hợp lý dành cho vị trí box gaming, mà phú quý không biết phải làm như thế nào. Liệu rằng đó sẽ là pha lật kèo đến vị trí phú quý như là đến kèo đến vị trí box gaming hay chăng? Bây giờ đối phương đang cố gắng công lên, nhưng mà box họ đang ném liệu xuống. Vâng, Recon Jin ném liệu như Ri cả khi ở trong giải đấu streamer đại chiến vậy. Vâng, liên tục với những pha ném liệu xuống đấy, vị trí Recon Jin. Lúc này Recon Jin ném liệu ghê quá đấy, cái ném đập vào tường đúng bài rồi đấy, cái ném đập vào ném thế à? Vâng, cái ném đập vào tường đúng rồi, ném như Ri cả khi ở trong giải streamer đại chiến luôn. Vâng, những quả liệu đạn của Ri cả khi ở trong streamer đại chiến đã giúp cho mình lấy được 20 củ tiền hoa quả. Và lúc này thì có vẻ box xe mình họ đang rất thuộc bài này, khi mà ném vào tường thì cái quả liệu đạn đã rơi thẳng xuống một trong hai cửa. Hôm nay thì phú quý họ đang cảm thấy bất lực rồi, phú quý quá bất lực rồi, bất lực như một con mực rồi. Vâng, làm gì bây giờ, quá đen cho team phú quý đi. Vâng, đời đã đen là còn làm lông. Bây giờ thì box xe mình lại chơi chiến thuật dồn máu rồi. Vâng, nói chung là mùng 1 tháng 3 ngày sinh tồn nhận quà dập dờn. Hôm nay thì BVT tì nhận và phú quý họ đang cảm thấy hơi tuyệt vọng, chạy qua chạy lại chưa cách nào tìm được góc bắn vị trí đối phương. Vâng, map này, map sở ngược khí này đúng bài ở box gaming. Và bây giờ box gaming sẽ chơi bú máu để có thể lấy mình vị trí top 1. Không, có vẻ là box gaming cũng sẽ tràn xuống và chơi tàn luôn, tàn chơi tàn đối phương luôn, không cần chơi bú máu trong bàn đấu này. Hôm nay thì Na Con Jin cùng với người đồng đội của mình thi đấu căng quá, liệu ném xuống rồi. Phú quý tàn vỡ, phú quý tàn vỡ tình huống này, và đó sẽ là 6 năm dành cho box gaming. Vâng, lại bú máu rồi, bú máu rồi. Vâng, liên tục những pha bú máu từ vị trí của Na Con Jin. Và bây giờ thì Mr. 4 anh ta lấy đâu đủ máu bú. Thằng kia nó có 8 bình máu, thằng này thì bú kiểu gì? Vâng, thằng kia nó có 8 bình máu, thằng này bú kiểu gì anh em ơi? Mr. 04 tuyệt vọng bên ngoài bờ. Phía bên trên Na Con Jin lại bú máu. Vâng, nói gì đi, nói gì đi anh em? Vâng, bú máu này thì sao chơi? Vâng, vẫn là pha bú máu từ vị trí Na Con Jin rồi. Na Con Jin nạ gục vị trí Mr. 04 và 6 năm. Vâng, một pha lật kèo khủng khiếp đến từ vị trí của box gaming. Vâng, trong trận đấu này xem có ai bị văng ra ngoài không. Mà lật kèo khủng khiếp ạ. À, lật thế này thì lật này, lật cái bàn à. Một pha lộn cái bàn kinh hoàng đến từ vị trí của box gaming. Vâng, sao chơi thì phú quý họ hơi tuyệt vọng. Phú quý họ sẽ phải thi đấu chậm lại. Vâng, liệu là có 6 đều và liệu là có 7-6 hay không? Vâng, thi đấu thế này thì thôi chứ. Và ngoài box gaming có lẽ họ sẽ có pha lật căng đét và khét lẹt lẹt ở trong giải đấu này ấy chăng? Một pha di chuyển ra đến vị trí phú quý, Mr. 4 đã được mình từ bom kèo. Trong khi đó phú quý anh Vinh, anh ta đang ngó sang phía bên tay phải rồi, có ăn được bài ở vị trí đối phương hay chưa? Vẫn đang là chưa. Sao có mấy cái hòm xác đây nhỉ? Vâng, sao có mấy cái hòm xác đây nhỉ? Anh em giải thích cho tôi cái ạ. Vâng, sao mà đặt cái hòm xác ra hay đến như vậy? Hay là box suy còn Jin, hay là đây những cái hòm xác từ vào đầu trước? Vâng, khi mà map nó đến 13 ván thì nó đã bị reset lại cái map đầu tiên thì phải. Lúc này thì đang có pha chờ đợi một cơn mưa rồi thôi. Liệu bắt đầu ném ra rồi. Liệu bắt đầu ném ra. Hôm nay thì cô bé mưa nó bắt đầu có pha buôn liệu rồi. Vâng, cô bé mưa nó buôn liệu ác quá. Ui, nhà không thiếu gì ngoài liệu đạn. Một loạt liệu đầu tiên nhưng chưa lấy được máu đến với vị trí phú quý. Lúc này phú quý đang di chuyển ở một đội hình là tương đối tốt, cực kỳ căng thẳng. Nếu như có chiến thắng vào đấu này, box gaming sẽ kết liễu và đấu chúng ta ngày hôm nay. Hay là phú quý Mr. 04 ta quyết định là sẽ đẩy sang phía bên tay phải của bóng bò.
Phát hiện đối phương chưa? Đã phát hiện đối phương chưa? Đang chưa thấy đâu cả. Thì đấu căng quá rồi. Ri còn gìn của cô bé mưa. Chúng mình nói là còn gìn. Còn mình mũ ai ra ba. Đồ ra họ là rất nhiều. Phú Quý thì không có mũ. Với liên tiếp những bán thua vừa rồi, có lẽ là Phú Quý họ sẽ không có mũ. Hay là Phú Quý Anh Vinh vẫn đã còn vào bơm máu cho mình. Phát hiện đối phương rồi. Đối phương Phú Quý Mr. muốn đã được bắn chưa? Đối phương đang tơ bóng kèo. Đối phương đang đẩy ra quắc của bé mưa đã bị bắn ngục. Đây là bóc xà còn gìn. Đối bóc xe mình mất đi cho mình hai người. Bóc xà gì đang đẩy vào bóc xà gì bắn vào vị trí một thành viên của Phú Quý rồi. Vẫn nào đẩy lên Ri còn Zin. Ri còn Zin đang được di chuyển vào. Ri Zin đang được bắn. Ri Zin bắn là rất ghê. Đang hạ của một thành viên. Đó là 2-1. Và đó là pha double kill dành cho vị trí Phú Quý tên tiếng Hàn Quốc. 6-0. Và vẫn sẽ phải đến ván thi đấu cuối cùng, ván thứ 13, để có thể biết được rằng team nào sẽ chiến thắng ở trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng, sao lại căng thế nhỉ? Vâng, căng quá rồi, căng đét và khét lẹt lẹt rồi. Vâng. Vâng, căng quá rồi ạ, căng cực luôn. Vâng, ai sẽ là team chiến thắng đây? Đây là Phú Quý, hôm nay Phú Quý đang va đẩy vào ván đấu cuối cùng, ván đấu thứ 13 trong ngày hôm nay. Chiếc hộp vẫn đang chưa bị đập. Vâng, và lúc này chiếc hộp vẫn đang đập lại vào đối phương. Vâng, suýt nữa thì đập được, nhưng mà cuối cùng lại không đập. Vâng, và tôi không nghĩ là ván đấu này nó lại căng thẳng như vậy. Và tôi cứ nghĩ là cái thời điểm mà Phú Quý họ dẫn cái thời điểm mà Phú Quý họ dẫn 7 họ dẫn 5-3 ấy, thì mọi thứ đã ok rồi. Phú Quý Anh Vinh có pha first blood, một pha di chuyển ở bên trong nhà không hợp lý tới vị trí của bóc xe mình. Bóc xe mình lại đi chơi bơm máu hay chăng? Vâng, tôi đang nghĩ là bóc xe mình lại muốn đi chơi bơm máu rồi. Và lúc này thì BRVT Phú Quý họ đã có pha di chuyển là tốt, sẽ không công lên, chắc chắn sẽ không công lên đâu. Có công lên hay không? Ui, Anh Vinh ta chơi mạo hiểm thật sự ạ. Anh Vinh đang muốn công lên, ta đã bông kèo để cố gắng đẩy đối phương ra. Anh ta đang chặn tất cả những cửa không cho đối phương chơi. Vẫn đang bắn. Anh Vinh thi đấu tốt quá. Anh Vinh đang được xây vị trí đối phương, pha vừa nhảy vừa bắn người lên rất nhiều sát thương. Họ có lợi thế hơn và bàn lợi thế hôm nay Phú Quý cũng đang tập trung hết xuống dưới. Nếu như bây giờ team box họ có pha nhảy xuống bóc lốp thì sao? Vâng, đây rồi, vừa nói xong phát nào còn gì bay xuống bóc lốp ngay. Là còn gì chưa bóc lốp lại cả. Box game mình tan vỡ. Lúc này Phú Quý tên tiếng Hàn Quốc cọ mình mạng ngã gục rồi. Phú Quý Anh Vinh đang được chơi, chỉ còn lại một người đó là WG cô bé mưa mà thôi. Cô bé mưa không còn nhiều máu cho lắm, và lúc này thì đang là một tình huống và team Phú Quý có lại đủ cả ba người. Lúc này thì WG cô bé mưa là người cuối cùng và Phú Quý có ba người. Phú Quý sẽ đập hộp, Phú Quý sẽ đập hộp ở trong ván đấu này. Và chiếc hộp sẽ bị đập rồi. Box gaming họ thi đấu rất tốt, nhưng Phú Quý rất tiếc cô bé mưa đang bị bắn rồi. Lúc này thì Phú Quý đang đẩy lên, ai sẽ người có mạng kết liễu cuối cùng? Cô bé mưa di chuyển lên phía trên. Cô bé mưa có sống sót trong tình huống này hay không? Cô bé mưa đã phải nằm xuống. Phú Quý chiến thắng trong kèo thi đấu nghẹt thở chúng ta ngày hôm nay. 7-6 là những gì mà Phú Quý chiến thắng ở trong ván đấu này. Vâng, ui thế cơ mà. Vâng. Các bạn ơi, khi đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo các video của mình nha.